Kính thưa quý vị, Thụy Điển sẽ ngừng viện trợ cho Việt Nam, tin từ Hà Nội. Thụy Điển sẽ chấm dứt cấp viện trợ ODA cho Việt Nam, theo một bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. ODA dành cho Việt Nam sẽ được gắn với các tiến bộ về dân chủ, nhân quyền và chỉ còn tập trung vào trợ giúp kỹ thuật. ODA là ba chữ viết tắt của Official Development Assistance, hỗ trợ phát triển chính thức. ODA có thể là các khoản cho vay không tính lãi hoặc tính lãi thấp với thời gian vay dài. Đôi khi ODA là viện trợ. Mục tiêu của ODA là trợ giúp để phát triển kinh tế và nâng cao phúc lợi ở quốc gia nào đó. Vài năm nay, thì trong khi ODA của các quốc gia phát triển dành cho những quốc gia chậm phát triển đã giảm đáng kể, thì Thụy Điển đã vẫn tỏ ra hết sức hào phóng. Riêng với Việt Nam, suốt 45 năm qua, Thụy Điển luôn rộng tay. Thụy Điển là quốc gia đứng đầu trong nhóm các quốc gia ở châu Âu tham gia của viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam. Nhiều công trình tại Việt Nam như nhà máy giấy Bãi Bằng ở tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Nhi đồng Thụy Điển ở Hà Nội hình thành nhờ vào các khoản viện trợ không hoàn lại này. Kể từ thập niên 1990 cho đến nay, nhiều chương trình, dự án trong các lĩnh vực y tế, lâm nghiệp, năng lượng, phát triển nông thôn, phát triển miền núi, xóa đói, giảm nghèo tại Việt Nam được thực hiện nhờ ODA do Thụy Điển cung cấp. Bên cạnh việc tỏ ra hào phóng trong cấp viện, Thụy Điển đã nhiều lần lưu ý Việt Nam phải cải thiện nhân quyền, tôn trọng tự do và dân chủ. Lần đầu tiên, Thụy Điển tỏ ra đặc biệt không hài lòng là sự kiện chính quyền Việt Nam tạm giam kết án hai phóng viên, một của tờ Tuổi Trẻ, một của tờ Thanh Niên, sau khi họ thực hiện nhiều bài điều tra về vụ tham nhũng xảy ra tại PMU18, công ty quản lý các dự án xây dựng PMU18 của Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam, hoạt động chủ yếu bằng ODA. Vào thời điểm đó, thì bà Molly Lane, một tham tán của Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng tham nhũng trong các dự án có sử dụng ODA là điều không thể chấp nhận được. Bà Lian nói thêm rằng viện trợ của Thụy Điển lấy từ tiền thuế do dân Thụy Điển đóng góp và vì vậy phải được sử dụng để giúp Việt Nam xóa đói, giảm nghèo, xây dựng xã hội dân chủ và không có tham nhũng. Trên thực tế, thì chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn nhận ODA nhưng không thực hiện bất kỳ cam kết nào về cải thiện nhân quyền và tôn trọng tự do dân chủ. Ngày 7 tháng 8 vừa qua, một nhóm bloggers Việt Nam đã tìm đến Tòa đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam để trao tuyên bố 258 kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ giới bloggers ở Việt Nam thực hiện các quyền tự do căn bản mà Việt Nam từng cam kết sẽ tôn trọng. Có vẻ như việc đàn áp bloggers, Nghị định 72 cấm các bloggers, Facebooker trích dẫn thông tin, tổng hợp sự kiện trên các trang thông tin điện tử cá nhân và tuyên bố 258 đã góp phần đáng kể vào dự định của chính phủ Thụy Điển. ODA dành cho Việt Nam sẽ được gắn với các tiến bộ về dân chủ và nhân quyền.